Chào tất cả các bạn. Như chúng ta đã biết, kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2018, thì tất cả các nhà mạng di động ở Việt Nam sẽ bắt đầu thực hiện việc chuyển đổi đấu số di động từ 11 số chuyển sang 10 số. Thì lúc này, những thuê bao 11 số mà người ta đang sử dụng á, thì nó sẽ đồng loạt chuyển về 10 số, tùy nhà mạng nào mà họ sẽ có cái lịch chuyển đổi cụ thể. Thì khi mà nhà mạng chuyển đổi những thuê bao 11 số mà những cái số đó mà các bạn đã lưu trên số điện thoại của các bạn rồi, thì khi mà người ta gọi đến cho các bạn thì nhà mạng nó đã chuyển thành 10 số, nhưng mà trong danh bạ trên điện thoại của các bạn thì vẫn lưu là 11 số, cho nên là điện thoại sẽ không hiểu cái đó là cái số số đó là số mà của các bạn, cho nên là khi mà người ta điện tới thì nó chỉ hiện số thôi, số mới 10 số thôi. Cho nên là các bạn nhìn vô các bạn cũng không biết đó là bạn bè của mình gọi cho mình, thì cái đó nó cũng hơi bất tiện đúng không các bạn. Thì để hạn chế được cái điều này thì buộc chúng ta phải sửa lại danh bạ trên điện thoại của chúng ta, không là số của bạn bè của mình là 11 số á, là mình phải đổi lại là thành 10 số cho theo đúng như đầu số mới của các nhà mạng. Thì điều này thì nó hơi là hơi là phức tạp một chút xíu luôn các bạn. Thì nếu như mà mình chỉnh sửa thủ công thì nó rất là mất thời gian, không rất lâu, không mất thời gian. Do đó thì để có thể giúp cho các bạn chuyển đổi được các danh bạ 11 số sang 10 số một cách đơn giản và nhanh chóng, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng một cái ứng dụng. Ứng dụng này sẽ rất là hay, không nó sẽ tự động là tìm kiếm trên danh bạ của các bạn là những cái số di động nào mà đầu số 11 số cũ á, thì nó sẽ liệt kê ra và nó sẽ chuyển sang đầu số mới là 10 số tự động cho các bạn luôn, là lưu vô danh bạ luôn. Này rất đơn giản. Rồi bây giờ các bạn cũng theo dõi nha. Rồi các bạn sẽ vào kho ứng dụng CH Play, các bạn nhập vô ô tìm kiếm là đổi đầu số. Rồi nó sẽ hiện ra là một số cái ứng dụng là có thể thực hiện việc này, nhưng mà mình khuyên các bạn là sử dụng cái ứng dụng này nè, chuyển đổi đầu số mới á. Đây ứng dụng này rất là hữu ích. Rồi các bạn nhấn nút cài đặt. Rồi ứng dụng này nó có 1,7 MB rất là nhẹ nên cài đặt cũng lẹ ha. Rồi các bạn mở ứng dụng lên. Đây thì các bạn sẽ nhấn chọn vô cái kính lúp màu vàng là quét danh bạ để ứng dụng nó quét danh bạ của mình các bạn. Rồi bây giờ là ứng dụng nó đã quét trên danh bạ của mình á, là nó tìm thấy ra là 276 số điện thoại với đầu số cũ là 11 số, và yêu cầu chúng ta là phải đổi sang 10 số đó. Rồi cái này thì tùy cái tùy nhà mạng mà người ta sẽ có cái lịch mà chuyển đổi cụ thể không. Thí dụ như là nhà mạng Mobifone thì là người ta đã bắt đầu chuyển đổi cái đầu số sang 10 số từ ngày 21 tháng 9, nhưng mà mạng Vinaphone thì tới ngày 27 tháng 9 là người ta mới bắt đầu người ta chuyển đổi. Cho nên là bây giờ cái ứng dụng á, là nó sẽ ứng dụng này thông minh cái là nó biết được không, nó biết được cái nhà mạng nào là chuyển đổi đầu số từ ngày nào, là nó sẽ ưu tiên cho cái nhà mạng đó, là nó chọn cho sẵn cho mình luôn, là mình khỏi cần chọn thủ công đó, nó chọn sẵn cho mình là cái nhà mạng đó luôn, là bắt đầu từ ngày đó là đã được chuyển đổi rồi. Cho nên là bây giờ hiện tại là mình chuyển đổi ra, mình chỉ cần nhấn nút chuyển đổi thôi là bắt đầu nó chuyển đổi thành 10 số luôn, là có nghĩa là mình điện cho người ta được và người ta điện lại cho mình là vẫn hiện danh bạ là số số của người ta luôn. Chứ còn thí dụ như mà mạng Vinaphone là tới ngày 27 tháng 9 người ta mới chuyển đổi, mà bây giờ mình chọn để mình chuyển đổi trước luôn thì
À, bây giờ là thí dụ như mình muốn điện cho cái người đó mà là đâu điện được, tại vì người ta vẫn còn xài, hiện tại người ta vẫn cái số 11 số người ta vẫn còn đang xài mà, cho nên là mình chọn luôn là mình đổi luôn là mình điện được, cho nên là bắt buộc là phải sau cái ngày mà người ta chuyển đổi là mình mới bắt đầu mình đổi lại danh bạ. Rồi bây giờ là máy là nó đã tự động rồi, nó chọn cho mình những cái số mà của những nhà mạng như Viettel rồi nè, Mobi rồi là đã áp dụng rồi á. Rồi đó là nó ấy cho mình chuyển đổi. Rồi mình chỉ cần mình nhấn cái thanh màu vàng ở dưới ha, là nó chọn cho mình 165 số trên 270 số chuyển qua được 10 số, rồi mình nhấn chọn luôn. Đây, nhấn OK. Rồi, như vậy là chuyển đổi 100 rồi đó nè. Đó, như vậy là chuyển đổi thành công rồi đó. Rồi. À, còn những cái số nào mà mình chưa đổi á, thì mình cứ coi vào cái nhà mạng đó là khi nào mà nó bắt đầu chuyển đổi thì mình mới bắt đầu vô cái ứng dụng này mình mới chuyển đổi nha các bạn. Rồi lúc đó là mình gọi danh bạ cho người đó mới được. Rồi người đó điện lại cho mình thì nó sẽ hiện lên tên và số 10 số mới luôn. Rồi. Rồi cái ứng dụng này nó cũng có hai cái nè, ví dụ như lỡ như các bạn mà lỡ như các bạn mà đã chuyển đổi mà chuyển đổi lộn nhầm á, giống như là cái trường hợp mà mình nói là thí dụ như mà nhà mạng mà người ta tới ngày 29 tây tháng 9 người ta mới chuyển đổi, mà giờ mình mới ngày 23 ngày 24 mình chuyển đổi rồi mình điện được, giờ mình bắt buộc mình phải đòi mình phải phục hồi lại, làm sao là nó cho mình cái nút phục hồi luôn nè. Đó, các bạn chỉ cần nó nhấn vô nút phục hồi là nó sẽ phục hồi lại, là nó chuyển đổi ngược 10 số lại trở thành 11 số cũ cho các bạn sử dụng. Rồi, dạ các bạn. Rồi, video vậy là xong. Rồi, chúc các bạn thành công. Chào các bạn. Hẹn các bạn ở cái video sau nha.